Con người ai cũng yêu thích cái đẹp, đi chơi thì thích thời tiết đẹp, vào game thì thích đồ đẹp, đấu trường sinh tồn cũng không phải ngoại lệ. Ở đây có MC đẹp nhầm. Ở đây có giao tranh và xử lý kỹ năng vô cùng đẹp mắt. Và khi giao tranh có ai lại không thích màu đỏ khi nhắm được vào đầu đối phương đúng không? Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi nghiên cứu về một trong những cái đẹp nhất trong Free Fire, vuốt tâm. Vuốt tâm là gì? Theo từ điển tiên tri, vuốt tâm có thể hiểu đơn giản là trong một loạt đoạn, các bạn có thể kéo được đạn lên đầu đối phương. Và điều này sẽ gây ra một lượng sát thương cực lớn và tạo đột biến trong giao tranh, đặc biệt là giao tranh tay đôi. Ngoài ra, vuốt tâm còn có một số ưu điểm khác như đẹp, rất đẹp và rất rất đẹp. Đã có rất nhiều người chơi Free Fire nổi lên nhờ những pha highlight hủy ở đầu đủ để thấy sức hấp dẫn của kỹ năng thần sầu này rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đến với phần các bạn mong chờ nhất, làm sao để vô tâm mà sẽ khiến cho đối thủ vỡ mũ chứ không vỡ giáp. Câu trả lời là các bạn chỉ cần kéo tâm lên thôi. Mình nói thật đấy, sao các bạn lại không tin nhỉ? Có đúng là để vô tâm thì các bạn chỉ cần kéo tâm lên là được không? Chẳng qua là chúng ta có một số lưu ý như sau. 1. Độ nhạy không hề ảnh hưởng tới khả năng vuốt tâm. Điều quan trọng nhất khi bạn thực hiện kỹ năng này là chỉnh camera và tâm ngắm bắn. Để có thể kéo tâm dễ dàng nhất thì việc đặt tâm là rất quan trọng. Hãy cố gắng đặt tâm sao cho ngay từ đầu tâm bắn của bạn đã ở cao hơn phần ngực của đối phương. Lúc này khả năng sốc sát thương của bạn sẽ là nhanh hơn rất nhiều. Và cách duy nhất để thuần thục việc này là hãy luyện tập thật nhiều. Và luôn ghi nhớ trong đầu rằng hướng, cái, tâm bắn cao lên. 2. Hãy đưa tâm ngược với hướng chạy của kẻ địch. Nghĩa là nếu đối thủ chạy sang bên phải thì các bạn cần kéo tâm ngược sang bên trái. Và nếu đối thủ chạy sang bên trái thì đường kéo của bạn sẽ đi sang bên phải. Còn nếu đối thủ chạy thẳng thì mình xin. Lưu ý cuối cùng là ống ngắm X2 dễ kéo hơn X4 nhé. Và đó là những mẹo khi vuốt tâm. Hãy nhớ rằng đây là một kỹ năng chủ yếu để tạo ra các highlight. Còn trong giao tranh thì chiến thuật vẫn là quan trọng hơn rất nhiều nhé. Vậy nên đừng buồn nếu các bạn chưa thể hiện được khả năng vỉa đầu của mình. Các bạn muốn video tiếp theo mình sẽ làm về mẹo gì nào? Hãy để lại ở phần bình luận nhé. Giờ thì chúc các bạn thành công với vuốt tâm vỡ giáp. Ấn đăng ký và bật nút chuông thông báo của huyền thoại sinh tồn Free Fire Esports để cập nhật những thông tin và những trận đấu Esports đỉnh cao.